Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông ở trên trên phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và Minh Toàn đang đi hướng từ trung tâm Hà Khẩu lên phía Đồng Đăng. Hôm nay Minh Toàn sẽ quay cái tuyến đường mà Minh Toàn đi để gửi đến các bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn cũng đi có việc ở Đồng Đăng, thành ra Minh Toàn lên trên gần Đồng Đăng này Minh Toàn có chút việc. Mến thưa quý bà con, phường Hà Khẩu là một trong những cái phường thuộc thành phố Hạ Long. Đây là cầu Bút C, tên cầu rất là hay không? Cầu Bút C. Minh Toàn chia sẻ ở đây với tư cách là một người đi khám phá, chính vì thế mà Minh Toàn cũng chưa biết nhiều về ở Hạ Long Quảng Ninh, nên trong quá trình chia sẻ có gì không đúng không phải thì rất mong quý bà con của bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn ạ. Mến thưa quý bà con, cái cầu này khá cao đấy, đi đây là ngang với tầng 1, tầng 2 của các tòa nhà này. Và đây Minh Toàn thấy một con đường. Đường này là đang còn làm mà không biết là đường này là nối về đâu. Đây, trên đường này không biết là nối về đâu. Wow, đường này khá là đẹp quý bà con. Quý bà con thấy nhìn cái đường này đang làm. Và thực sự là Minh Toàn không biết là đường này là đi từ đâu và về đâu. Bên này nữa. Minh Toàn tiếp tục đi nhé. Ở Quảng Ninh thì nhiều đồi núi lắm quý bà con của bác ạ. Quý bà con của bác nhìn phía đằng trước kìa. Đấy, rất là nhiều đồi núi luôn. Mình còn xin phép đi thẳng. Ở đây có cái lối rẽ phải mà không biết là đi đâu. Mình toàn phép rẽ thẳng, đi thẳng. Đây là cái phường Việt Hùng, Việt Hưng. Xin lỗi với bà con của bác, đây là phường Việt Hưng nhưng không phải là Việt Hùng. Đây, chúng ta nếu mà chúng ta đi thẳng là đến Hồ Yên Lập, và chúng ta rẽ phải đó là chúng ta đi Hoành Bồ. Thế đúng rồi, lúc này chúng ta cái đường đấy nếu mà chúng ta rẽ phải là đi Hoành Bồ luôn đấy. Cái đường này cũng khá là rộng quý bà con.
nhưng mà cũng không được sầm uất lắm. Đây là khu vui chơi thanh thiếu niên của phường Việt Hưng. Phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh thì có nhiều nhà máy, ví dụ như là Minh Toàn vừa qua cái nhà máy gạch Villa Serra. Ở đây có cả nhà máy gạch Cốt Tô, nhưng mà Cốt Tô nằm ở trên Ba Lan, gần với đóng tàu Hạ Long. Ở Quảng Ninh thì quý bà con có bác khi mà nghe đến Quảng Ninh thì cũng nghe đến các cái mỏ than, mỏ quặng. Nhưng mà Minh Toàn cũng chưa đi đến được những cái khu mà khai thác than, khai thác quặng để gửi các hình ảnh đến quý bà con được. Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con trong một cái dịp gần đây nhất mà Minh Toàn có thể lên đấy và quay lại một số cái hình ảnh công nhân, cũng như là cái cảnh cuộc sống của người dân Quảng Ninh, những người mà công nhân Quảng Ninh. Và như quý bà con cô bác đang cùng với Minh Toàn, chúng ta đang lưu thông ở trên cái tuyến đường Đồng Đăng. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có cái câu thơ gì đấy nhỉ? Ồ, khu vực này có nhiều nhà khá giả phết, và ở đấy có một cái đám cưới, sao xe ô tô nhiều. Wow, trên này thì không biết là quý bà con có hình dung ra không, mặt đường thì rất là cao, nhưng mà các cái dầm đất thì giống như kiểu mà mặt đường ở trên núi, còn các cái nhà đất, cái nhà ở là đi sâu xuống một chút, các cái ngọ đi sâu xuống một chút chứ không nằm ở mặt đường nhiều. Đây là cái đường đi đâu đây? Hồ Yên Lập, công ty thủy lợi Hồ Yên Lập. Đây là đường đi Hồ Yên Lập. Minh Toàn sẽ lên đây để xem có cái gì trên này thú vị để gửi đến quý bà con của bác. Đường lên khá treo leo luôn, nhiều đá quá. Đây là cái hồ Yên Lập, hồ khá sâu, khá rộng, không biết là có sâu hay không nhưng mà khá rộng đấy các bà con. Đây là có cái nhà là trạm quản lý thủy nông Hoành Bồ này. Và đây là cái hồ Yên Lập, hồ này rộng lắm các bà con, rộng này chắc là sâu. Thank you.
quý bà con nghe những tiếng leng keng đấy, là những cái tiếng đấy là tiếng mà người ta buộc cái chuông vào con bò để mà khi mà bò có đi ăn xa thì sẽ có những cái tiếng chuông đấy. Dựa theo những tiếng chuông đấy, những người chăn bò sẽ tìm bò về. Và bây giờ mình toàn đi một vòng xuống cái chỗ khu chăn bò lúc nãy xem nào. Wow, khá là mệt chứ bà con ạ, khá là mệt luôn. Đây, mình toàn sẽ đi lên đây nhá, đi lên đây để gửi đến bà con cô bác một số hình này. Trên này là núi rừng à. Chú ơi, chú cho con hỏi đi vòng 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 đường này là đi ra đâu ấy chú nhỉ? Thế đi vòng 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 quanh hồ chơi, quanh hồ là được đấy chứ nhỉ? Vâng. Chứ còn đường này là không ra đâu cả đâu chứ nhỉ? Cảm ơn chú nhé. Đây là cái hồ. Những tiếng leng keng đấy là tiếng của người chăn bò. Ở đây có thuyền nhỏ nhỏ đấy để chắc là chèo ra hồ. Những chú bò này là những chú bò mà được đeo chuông kêu leng keng. Đây là nhà máy nước rồi chú bà con. Khu vực này thì cái hồ này khá là rộng để lấy nước, khá là rộng luôn. Hồ Yên Lập. Đồng Đăng ngày nay cũng chưa phát triển lắm đâu quý bà con cô bác ạ.
cưới đông á. Thưa quý bà con, trên này là cái phường Việt Hưng thuộc thành phố Hạ Long, nhưng mà nói về phường như thế nhưng mà cũng chưa phát triển lắm. Sân khu vui chơi của thanh thiếu niên, các em đá bóng. Việt Hưng khu vực này là khu vực trung tâm của phường Việt Hưng rồi các bà con. Hôm nay là mình toàn lên đồng đăng nhưng mà công việc lấy lỡ hết, thành ra là cũng muốn gửi một số cái hình ảnh của cái phường Việt Hưng đến quý bà con cô bác, nhằm giúp quý bà con cô bác hiểu thêm cái phường Việt Hưng ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và bây giờ là mình toàn xin phép dừng video này đấy ạ. Vâng. Xin hẹn gặp lại các con cô bác trong video tiếp theo.